vậy hả sao kỳ cục vậy tụi bay không nói xấu nói lén người ta tụi bay ăn cơm không ngon tụi bay không nói xấu nói lén người ta tại vì tụi bay ngủ không yên phải không một ngày mà tụi bay không có đu đeo nói câu chuyện của người ta tụi bay bị tăm tay phải không phải không hả sống ở trong cuộc sống tôi nói tụi bay nghe nè tụi bay tốt đẹp mẹ gì đầu tụi bay rác không mà tụi bay không lo tụi bay dọn trời đất ơi bỏ đi đừng có để thiên hạ ta nói đúng hai người đàn bà thêm con vịt thành ra cái chợ nhà mình tốt chưa ngày mai ăn cơm với cái gì gạo thóc trong lưu còn hay hết con bệnh con đau tiền đâu mà uống thuốc tiền đâu mà đi nhà thương không lo mà lo nói xấu nói lén người ta hà bà nội tụi bay bỏ nha